Pháo đài Old Trafford vốn là nơi được các đối thủ lo sợ bấy lâu nay, nhưng ở mùa này nó lại trở thành nơi u ám trong cuộc khủng hoảng có thể khiến huấn luyện viên Erik ten Hag phải nói lời chia tay sớm. Trong 3 tuần qua, lần lượt Brighton, Crystal Palace và Galatasaray đều rời Old Trafford với 3 điểm tại ngoại hạng Anh và Champions League. Tiếp đón Brentford chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, Man United hy vọng chuỗi trận ác mộng kết thúc để trở thành cứu cánh cho chiếc ghế của ten Hag. Bởi trước trận này, đoàn quân của Ten Hag có khởi đầu tệ nhất từ trước đến nay ở một mùa giải ngoại hạng Anh với 4 trận thua sau 7 trận. Bên cạnh đó, hy vọng tranh vé vào vòng 16 đội Champions League có vẻ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với Quỷ Đỏ do đứng cuối bảng sau 2 thất bại. Bị dồn vào chân tường và dù có sự trở lại của ngôi sao Anthony nhưng Man United một lần nữa trông chênh tại nhà hát của những giấc mơ. Quỷ Đỏ dù dội ép đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Frank nhưng họ vẫn nhận bàn thua trước. Trên thực tế, cuộc khủng hoảng của Man United lỗi lớn của ông Ten Hag. Niềm tin và sự kiên định sử dụng những cầu thủ yêu thích của mình từ nhà cầm quân người Hà Lan lại suýt trở thành thảm họa. Casemiro già nua, Victor Lindelof chậm chạp ở hàng thủ và thủ môn Andre Onana liên tiếp mắc lỗi một lần nữa đã góp phần dẫn đến bàn thua ở phút 26. Matthias Hansen là người tận dụng sai lầm của đội chủ nhà để mở tỷ số cho Brentford. Sự hỗn loạn Man United kéo dài sau bàn thua khi sự u ám bao trùm Old Trafford. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, Man United đã được cứu nhờ bàn gỡ 1-1 ở phút 90+3 sau pha dứt điểm cận thành của McTominay, người được tung vào sân ở phút 87. Tiền vệ này sau đó tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai ở phút bù giờ cuối cùng giúp Man United hoàn tất cuộc ngược dòng thắng ngoạn mục. Quái oăm thay, người hùng McTominay vốn bị huấn luyện viên Ten Hag bỏ rơi trên băng ghế dự bị kể từ đầu mùa này, nhưng giờ chính anh là người tạm cứu chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan. Chiến thắng tạm xua tan bầu không khí căng thẳng ở Man United, nhưng việc giành 3 điểm thiếu thuyết phục là điều chưa đảm bảo cho chiếc ghế của Ten Hag sắp tới. Dẫu vậy, trận thắng này cực kỳ quan trọng đối với Quỷ Đỏ, bởi không những giúp họ trượt dài xuống đáy bảng xếp hạng mà còn tạo động lực vượt qua cuộc khủng hoảng. Man United hiện đứng thứ 13, kém 11 điểm so với đội đầu bảng Tottenham Hotspur, đội thắng Luton 1-0 ở trận đấu sớm.